Thanh Ráo xin được mến chào tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay rất vui khi lại được gặp tất cả quý vị trong chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, bị lupus ban đỏ hệ thống, mang thai và sinh con đối diện với những rủi ro nào là vấn đề được rất nhiều bệnh nhân nữ quan tâm khi chẳng may mắc phải căn bệnh này. Chính vì thế ngày hôm nay chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi là lupus ban đỏ thai kỳ, một số vấn đề cần lưu ý. Và vị chuyên gia sẽ đồng hành trong số phát sóng ngày hôm nay, Thanh Ráp xin trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Thị Lâm, đang công tác tại đơn vị dị ứng miễn dịch lâm sàng của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được kính chào Phó Giáo sư ạ. Xin kính chào Thanh Ráp và quý khán thính giả. Thưa Phó Giáo sư, thắc mắc lớn nhất của nhiều người phụ nữ khi mắc phải căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống đó chính là liệu căn bệnh này có phải là chống chỉ định tuyệt đối với việc mang thai và sinh con hay không mà thưa Phó Giáo sư? Đây cũng là một cái câu hỏi mà tôi rất hay nhận được từ phía bệnh nhân và những người thân của họ. Thì như chúng ta đã biết, vào những cái năm 50 của cái thế kỷ trước, trở về trước ấy, thì là hầu hết các bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống là được khuyên là không nên lập gia đình, mà giả sử là lập gia đình thì cũng không nên có thai. Thế tuy nhiên hiện nay thì chúng ta thấy là có rất là nhiều bệnh nhân lupus có thai, một con, hai con, và thậm chí là bệnh nhân của tôi có rất nhiều bệnh nhân là ba con. Như thế để thấy rằng là mang thai không phải là chống chỉ định của bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống. Có thể nói là khi mà nghe giáo sư phân tích cái vấn đề này thì thầy cũng yên tâm hơn và tin chắc rằng tất cả quý vị cũng vậy. Tại vì thật ra trước khi làm chủ đề này cũng có rất là nhiều chị phụ nữ gọi điện về hỏi là rất là lo sợ khi mà mắc phải căn bệnh này rồi thì có con khó như vậy, hoặc là không có dám có con bởi vì rất là sợ những cái vấn đề. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà nghe Phó Giáo sư giải thích thì có thể quý vị yên tâm hơn một phần nào. Và tiếp tục chương trình là như vậy thì nhờ bác sĩ giải thích cho các chị em hiểu rõ hơn những cái nguy cơ, những cái rủi ro nào mà người phụ nữ mắc bệnh lupus ban đỏ sẽ phải đối diện nếu như mà họ chấp nhận mang thai và sinh con. Và các chị em chúng ta cần cân nhắc những cái vấn đề nào trước khi quyết định này thưa bác sĩ? Đúng là phụ nữ lupus có thể mang thai và có thể là có con một cách là hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh như những phụ nữ bình thường khác. Tuy nhiên, trong cái quá trình mang thai thì phụ nữ mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống là phải đối diện với rất là nhiều vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là đến từ cái quá trình mang thai, tức là về phía con. Thì là các cái em bé của các bà mẹ lupus ban đỏ thì là có thể là thứ nhất thì là chậm phát triển trong tử cung này, thì là có thể là sinh non này, thì có thể là sảy thai này, thì có thể là lưu thai này. Vậy đấy là một trong những cái vấn đề hay gặp. Một vấn đề nữa là khi người mẹ chưa được chuẩn bị sức khỏe tốt, phải dùng nhiều thuốc, thì em bé cũng phải chịu các cái tác dụng phụ của thuốc, cho nên là vấn đề phát triển của em bé nó cũng không tốt. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa là vấn đề của người mẹ lupus ban đỏ hệ thống. Thế trong trường hợp này thì người mẹ có thể là xuất hiện các cái trường hợp là tiền sản giật này, rồi là các cái đợt cấp của cái bệnh lupus ban đỏ hệ thống này. Đấy là những cái vấn đề mà phụ nữ lupus ban đỏ mang thai phải gặp và phải đối mặt với lại là các cái vấn đề này. Theo Phó Giáo sư thì để mà đưa ra lời khuyên cho các chị em là có nên mang thai không thì chúng ta cần phải dựa trên những cái nguyên tắc nào? Để khuyên các cái bệnh nhân lupus ban đỏ là có nên mang thai hay không thì phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thì là yếu tố thứ nhất thì tôi nghĩ là cái bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống thì nên chuẩn bị cho mình một cái nền tảng kinh tế tốt để đảm bảo được là trong cái quá trình mang thai mình thoải mái về mặt kinh tế. Cái thứ hai nữa là mình phải đảm bảo là có một cái nền tảng gia đình tốt để em bé được sinh ra trong một cái gia đình được mọi người yêu thương và được hạnh phúc. Và cái thứ ba nữa là muốn có thai thì bản thân người mẹ lupus ban đỏ hệ thống phải có một sức khỏe tốt. Tức là bản thân cái người bệnh lupus ban đỏ hệ thống là phải trong cái giai đoạn bệnh ổn định, ít có tổn thương nội tạng, ít phải dùng thuốc nhất. Như thế thì mới nên là mang thai có em bé để cho em bé được sinh ra là hoàn toàn khỏe mạnh.
Đối với các chị em phụ nữ mà đang mắc bệnh lupus ban đỏ, có ý định mang thai thì họ cần phải kiểm tra sức khỏe như thế nào? Và thưa phó giáo sư, đâu là giai đoạn tốt nhất để mà người bệnh bắt đầu thai kỳ để thả để mà có em bé là thưa phó giáo sư? Bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống nên mang thai trong cái giai đoạn nào? Thì theo tôi là nên mang thai trong cái giai đoạn mà bệnh ổn định. Bệnh ổn định tức là gì? Tức là khi đó người bệnh là có ít triệu chứng nhất, và nếu có triệu chứng thì triệu chứng cũng nhẹ nhất. Và vì triệu chứng là không có hoặc là triệu chứng nhẹ nhất, cho nên là người bệnh dùng thuốc ít nhất và liều thấp nhất. Như thế thì người mẹ sẽ ít chịu các cái tác động của bệnh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em bé cũng ít chịu ảnh hưởng của bệnh của mẹ cũng như là các thuốc mà người mẹ đang dùng. Và như thế thì với cái bệnh nhân lupus ban đỏ mà muốn mang thai, tức là chúng ta thả để có em bé đấy, thì nên là đảm bảo cái giai đoạn bệnh là ổn định ít nhất là 6 tháng. Thì lúc đấy chúng ta mới nên lên kế hoạch với bác sĩ để mang thai em bé, để đảm bảo cho em bé được sinh ra là khỏe mạnh. Vậy thì các thuốc mà điều trị lupus ban đỏ liệu rằng có ảnh hưởng đến thai kỳ hay không? Và cái phương pháp điều trị lupus ban đỏ hệ thống trong thời gian mang thai sẽ là gì thưa bác sĩ? Chúng ta biết là thuốc là hóa chất, coi như là con dao hai lưỡi. Nó phát huy cái mặt tốt đối với bệnh, tuy nhiên nó cũng có rất là nhiều tác dụng phụ. Và với những cái phụ nữ mang thai thì chúng ta biết là bác sĩ là luôn luôn khuyên là hạn chế dùng thuốc đến cái mức thấp nhất. Đấy là bệnh nhân bình thường. Thế còn với bệnh nhân lupus thì cũng tương tự thôi. Chúng ta cũng là nên hạn chế sử dụng thuốc đến cái mức thấp nhất. Tuy nhiên trong cái thời gian mang thai thì có rất là nhiều bệnh nhân lupus vẫn phải dùng thuốc. Và trong trường hợp đấy thì bác sĩ sẽ chọn những cái thuốc an toàn cho mẹ bầu. Thì những cái thuốc thì những cái thuốc an toàn này thì hiện nay là có các cái corticoid, ví dụ như là metin, prednisolone, hydroxychloroquine là những thuốc an toàn cho mẹ bầu lupus ban đỏ. Tuy nhiên chỉ là an toàn trong cái khi mà dùng liều thấp thôi, chứ còn khi dùng liều cao ấy thì là các cái thuốc đấy cũng sẽ là qua được cái hàng rào giao thai và gây ảnh hưởng đến đến em bé ở trong bụng mẹ. Ví dụ như là corticosteroids khi mà qua được cái giao thai ấy, thì có thể là gây suy thượng thận ở em bé này, rồi là cũng có thể là gây ra cái tình trạng là trẻ là nhẹ cân này, rồi là có thể là phát triển kém ở trong tử cung này. Cho nên là cái quan trọng nhất ấy, thì vẫn là gì, tuân thủ theo các cái thuốc cần dùng của bác sĩ và chuẩn bị một cái giai đoạn ổn định bệnh nhất, hẵng mang thai để đảm bảo cho em bé là vẫn phát triển tốt cho dù là mẹ có phải dùng thuốc hay không. Thưa phó giáo sư, một vấn đề mà các chị em bị lupus ban đỏ mang thai quan tâm đó là cái tần suất khám thai của họ. Liệu rằng có khác nhau gì so với một người phụ nữ bình thường mang thai không? Có nghĩa là có tăng nhiều hơn hay không thưa phó giáo sư? Thực ra thì chúng ta biết là với những cái phụ nữ bình thường mang thai thì chửa là cửa mà, đúng không ạ? Tức là trong cái quá trình mang thai thì cũng có rất là nhiều điều khó nói, những cái biến cố bất ngờ xảy ra. Đấy là với những người bình thường. Thì với bệnh nhân lupus ban đỏ thì trong cái quá trình mang thai thì thực sự là có rất là nhiều điều mà chúng ta là phải để tâm. Để mà giảm thiểu được các cái biến cố bất ngờ đấy thì chúng ta nên là khám bác sĩ thường xuyên và khám theo hẹn của bác sĩ. Thì cái vấn đề khám này thì là nên khám là như bình thường hay là lại phải khám tăng lên, thì cái này thực sự ra là rất là khó nói, phụ thuộc vào từng cái người bệnh. Ví dụ như người bệnh đang trong cái đợt cấp nặng thì chúng ta là phải khám tăng lên. Thế còn tuy nhiên những cái người bệnh mà bệnh đang còn ổn định ý, thì thậm chí có những lúc chúng ta khám 2 tháng, thậm chí 3 tháng mới khám một lần. Thế thì cái này là hoàn toàn phụ thuộc vào cái tình trạng của người bệnh và mức độ nặng cũng như tổn thương các cơ quan mà người bệnh lupus ban đỏ đang mang thai đang có. Cho nên cái này thì thực ra là rất là khó nói để đưa ra được một cái con số cố định là nên khám bao nhiêu lâu một lần. Thưa phó giáo sư, về cái vấn đề là chế độ dinh dưỡng sinh hoạt cho phụ nữ mang thai
khi mà mắc lupus ban đỏ thì cần lưu ý những cái vấn đề gì, tăng cường bổ sung những cái chất gì và chúng ta nên hạn chế những cái chất gì, thưa phó giáo sư? Trong cái quá trình mang thai thì cái vấn đề dinh dưỡng rất là quan trọng. Chúng ta biết là người phụ nữ mang thai thì có nghĩa là gì, chúng ta phải đảm bảo cái dinh dưỡng để cho cái thai nhi ở trong tử cung cùng phát triển khỏe mạnh. Thì như thế thì bản thân người mẹ là phải có cái chế độ ăn là đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ các cái vi chất để cho trẻ là có thể là phát triển được tốt. Thế thì trong trường hợp này thì chúng tôi khuyên là mẹ bầu lupus thì nên có cái chế độ ăn, tức là chế độ ăn lành mạnh. Tức là gì? Tức là ăn các cái thực phẩm mà tốt cho sức khỏe, có vai trò là chống oxy hóa, tức là cũng đồng thời là các cái thức ăn, các cái thức ăn lành mạnh đấy thì cũng có cái vai trò chống viêm. Và ăn các cái thức ăn đa dạng, đầy đủ các cái nhóm dưỡng chất và cung cấp đủ các cái vi chất dinh dưỡng. Ví dụ như là ăn nhiều rau này, nhiều hoa quả này, rồi là ăn nhiều chất béo chưa bão hòa này, rồi là các cái chất béo từ các cái chất béo thực vật này, dầu thực vật này, rồi chất béo từ cá này. Đấy, rồi thêm nữa là tăng cường các cái thức ăn, các cái thực phẩm mà chứa nhiều canxi, vitamin D, bởi vì chúng ta biết là bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống thì là phải tránh nắng, mà tránh nắng thì không thể nhận vitamin D từ ánh nắng mặt trời được. Đấy, giờ cộng thêm là bệnh nhân dùng corticoid sẽ làm giảm hấp thu canxi từ đường tiêu hóa này, giảm tái hấp thu canxi từ thận này, giảm gắn canxi về xương này, cho nên là bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống là sẽ là giảm canxi và giảm vitamin D. Cho nên là trong cái quá trình mà phải tăng cường cái vitamin D và canxi cho cái quá trình tạo xương cho em bé. Thế thì đấy là những cái vấn đề mà chế độ ăn của người mẹ lupus ban đỏ hệ thống nên lưu ý. Và như là trước đấy thì là bác sĩ Tài có trao đổi về một số thức ăn chúng ta nên tránh. Đấy là các cái thức ăn mà có chứa chất béo bão hòa này, rồi là các cái thức ăn mà chứa nhiều đường này, rồi là các thức ăn chứa nhiều muối này, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có bệnh tim mạch, các cái bệnh nhân có bệnh thận thì lại càng là phải lưu ý cái chế độ ăn chặt chẽ, làm đạm này, giảm nước này, giảm muối này theo hướng dẫn của bác sĩ. Và một số các cái thực phẩm mà làm coi như là tăng cường cái miễn dịch ấy, làm tăng cái viêm ấy, thì chúng ta cũng nên thận trọng. Ví dụ như là bác sĩ Tài đã trao đổi trước đấy, ví dụ như là rau mầm linh lăng này, rồi là tỏi này, thì cũng là thận trọng khi sử dụng cho những cái bệnh nhân lupus ban đỏ nói chung và những bệnh nhân là lupus ban đỏ đang mang bầu. Thưa phó giáo sư, một điều mà các mẹ bầu lupus rất là quan trọng, nên là không biết rằng khi mà chuẩn bị đi sinh rồi thì họ nên sinh thường hay là sinh mổ sẽ tốt hơn, và cái thời gian mà họ nhập vào bệnh viện để chuẩn bị sinh thì liệu rằng có khác nhau giữa những người phụ nữ bình thường mang thai hay không, thưa phó giáo sư? Cái vấn đề là sinh thường hay sinh mổ này thì là một vấn đề được rất là nhiều khoa, nhiều coi như là mẹ bầu quan tâm, không chỉ là bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống đâu, mà những cái mẹ bầu bình thường là cũng băn khoăn lắm. Thế thì theo tôi thì cái việc sinh thường hay sinh mổ ấy thì nhiều lúc là nên để cho bác sĩ sản khoa là quyết định là nên sinh thường hay sinh mổ tại cái thời điểm mà chuyển dạ hơn là chúng ta quyết định. Bởi vì chúng ta biết là sinh thường thì sẽ có được nhiều ưu điểm hơn. Tại vì là sinh thường thì chúng ta thấy là cái đứa trẻ thì là nó, đứa trẻ sẽ được chuẩn bị về mọi mặt tốt hơn. Và mọi người cũng bảo là sinh thường thì là EQ của đứa trẻ sẽ tốt hơn. Tôi thì không biết là có phải như vậy hay không, nhưng mà tôi nghĩ là có thể là do cái đứa trẻ sinh thường nó phải trải qua cái thời gian mà kiểu lăn lộn ở trong tầng sinh môn của người mẹ rồi mới ra được, cho nên là có thể sau này nó sẽ phấn đấu hơn, kiên cường hơn chăng. Và tuy nhiên những cái lợi ích của sinh thường mà chúng ta không thể phủ nhận được, đấy là thứ nhất là không đau. Tại sao tôi lại nói không đau? Bởi vì là mọi người cứ bảo là sinh mổ mới không đau chứ.
Hoàn toàn nhầm, sinh thường mới không đau, bởi vì sinh thường chỉ đau tại cái thời điểm đấy thôi. Còn sau đó là người bệnh người mẹ hoàn toàn bình thường. Thế còn sinh mổ ấy thì là đau mãi về sau, thậm chí là một tuần này, thậm chí có những người bệnh một tháng sau, thậm chí nhiều tháng sau vẫn còn đau. Người mẹ sinh mổ thì phải chịu cái tác động của cái quá trình gây tê gây mê, cái đấy cũng không tốt. Và thêm nữa, với những cái người mẹ mà sinh mổ ấy thì trong cái quá trình sau khi sinh là phải dùng thuốc, và trong cái giai đoạn đấy dùng thuốc có thể ảnh hưởng đến em bé, và thậm chí có một số thuốc là ảnh hưởng làm cho sữa là không về được, thì cái đấy là cũng ảnh hưởng trực tiếp đến em bé. Thì tất cả những cái yếu tố đấy thì chúng thì theo cái ý kiến của tôi thì vẫn là nên là sinh thường. Và trong trường hợp mà không sinh thường được thì chúng ta nên là theo ý kiến của bác sĩ sản phụ khoa tại cái thời điểm chuyển dạ là quyết định sinh thường hay sinh mổ. Dạ, thưa phó giáo sư, để mà mẹ bầu chúng ta hạn chế các cái nguy cơ, những cái biến cố nguy hiểm đến cả người bệnh và em bé trong bụng, thì trong cái quá trình mang thai cũng như là sinh nở thì những cái người bệnh lupus ban đỏ đang mang thai thì họ cần phải lưu ý, chú ý những cái vấn đề nào ạ? Cái này thì là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Thế thì trong cái quá trình mang thai thì các cái mẹ bầu lupus là nên lưu ý. Thứ nhất là phải khám thai, là phải phối hợp giữa bác sĩ sản phụ khoa và các bác sĩ điều trị lupus ban đỏ hệ thống, các bác sĩ dị ứng miễn dịch, hoặc là các bác sĩ cơ xương khớp, hoặc là các bác sĩ nội khoa. Thế tại sao lại phải phối hợp như thế? Bởi vì chúng ta phải đảm bảo được, thứ nhất ý, là em bé phát triển là hoàn toàn bình thường. Thế thì trong cái khi mà phát triển bình thường này thì ngoài cái việc mà đảm bảo được cho em bé ở trong tử cung là khỏe mạnh ấy, thì cái này phải phụ thuộc vào bác sĩ sản khoa. Thế, tuy nhiên chúng ta vẫn phải phối hợp với lại bác sĩ điều trị lupus, bác sĩ dị ứng miễn dịch để đảm bảo cho mẹ có một cái sức khỏe tốt. Nếu như mẹ có sức khỏe tốt thì mẹ ít dùng thuốc, như thế thì em bé lại ít cái chịu tác động của thuốc. Cái thứ hai nữa là mẹ mà có sức khỏe tốt thì mẹ ít có đợt cấp, và ít có đợt cấp thì như thế thì em cái tình trạng của em bé cũng ít bị đe dọa hơn. Đấy, đặc biệt là nếu như mà mẹ mà có các cái tình trạng như là tiền sản giật chẳng hạn, thì lúc đấy thì nguy hiểm, đe dọa tính mạng cả mẹ và cả con. Cho nên là phải đi khám thường xuyên theo đúng đường xuyên định kỳ, theo đúng hẹn của các bác sĩ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chế độ ăn. Như tôi đã nói rồi, chúng ta phải có chế độ ăn lành mạnh. Chế độ ăn lành mạnh này, rồi chế độ ăn là đa dạng này, đầy đủ dinh dưỡng để đảm bảo cho bé, mẹ và bé đều phát triển tốt. Cái nữa là chúng ta cần phải tránh ánh nắng. Tại sao chúng ta phải tránh ánh nắng? Bởi vì ánh nắng có thể là kích hoạt cái đợt cấp của lupus ban đỏ hệ thống và có thể là gây ra tổn thương nội tạng ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống, làm cho bệnh của mẹ nặng lên. Như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Một cái nữa là chúng ta nên là tiêm chủng đầy đủ trước và trong quá trình mang thai, vì tiêm chủng đầy đủ để đảm bảo cho mẹ không bị mắc các cái bệnh nhiễm trùng trong cái quá trình mang thai, để tránh ảnh hưởng đến em bé cũng như là kích phát cái đợt cấp của lupus ban đỏ. Và một cái nữa, cái này thì ở Việt Nam thì ít thôi, đấy là không nên hút thuốc lá. Hút thuốc lá sẽ làm ảnh hưởng không những chỉ mẹ mà còn ảnh hưởng đến em bé trong tử cung của mẹ. Điều nữa thì tôi nghĩ là phải giữ cho tinh thần vui vẻ, lạc quan. Cái này rất là quan trọng cho cái sự phát triển của em bé cũng như là ổn định bệnh của mẹ trong cái quá trình mang thai. Thưa phó giáo sư, có thể nói là một trong những cái vấn đề mà những cái mẹ bầu lupus quan trọng mà quan tâm nhất là họ luôn luôn sợ rằng khi mà mình sinh con ra rồi không biết rằng con mình có mắc cái bệnh lupus giống mình không, cái tỷ lệ di truyền nó như thế nào, và nếu có làm sao chúng ta chặn đứng và hạn chế thấp nhất cái mức nguy cơ này, thưa bác sĩ? Đúng rồi, đây cũng là một vấn đề mà nhiều bà mẹ băn khoăn lắm. Là các bà mẹ cứ đến hỏi là bác sĩ ơi, liệu con em có bị lupus không? Và bác sĩ ơi, lupus sơ sinh là gì? Liệu con em có mắc không? Và nếu như em có con thì liệu con em có bị không? Băn khoăn lắm. Và cái tôi thì hôm nay tôi cũng xin trả lời luôn là cái vấn đề di truyền ấy, thì di truyền trong lupus ban đỏ hệ thống là di truyền đa gen, chứ không phải là di truyền đơn gen. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như
bố mẹ mà mắc bệnh tự lupus hay là bệnh tự miễn ấy, mà cụ thể ở đây là lupus ban đầu hệ thống, thì con cái là tăng cái nguy cơ mắc lupus ban đầu hệ thống hơn so với người bình thường, chỉ là tăng nguy cơ thôi nhé, chứ không phải là cứ mẹ lupus là con cũng lupus đâu. Và cái lupus sơ sinh thì cũng không phải là cứ mẹ lupus là con mắc lupus sơ sinh đâu, mà chỉ có những cái đối tượng mà có cái kháng thể kháng RO-SSA, La-SSB, tức là có cái kháng thể đấy thì mới có nguy cơ là con bị lupus sơ sinh. Và cái nguy cơ này thì cũng không phải 100% đâu, cũng thấp thôi, nó chỉ khoảng 2% thôi. Và tất nhiên là cái tỷ lệ các cái bạn bé phía sau ấy, các bạn bé thứ hai, thứ ba thì nguy cơ nó cũng sẽ tăng hơn so với bé ban đầu, tuy nhiên cũng không phải là 100%, cho nên là các mẹ là yên tâm. Và một điều nữa là lupus sơ sinh ấy thì thường các triệu chứng là thoáng qua thôi, chứ không phải là vĩnh viễn. Ê, thiếu máu thoáng qua này, ban đỏ thoáng qua này, tan thiếu máu tan máu thoáng qua này, giảm tiểu cầu thoáng qua này, vân vân, tất cả các triệu chứng đấy thường là sẽ hết trong vòng 6 tháng đầu sau khi sinh. Tuy nhiên có một cái triệu chứng là không thoáng qua, đấy là gì? Đấy là block tim bẩm sinh. Thế thì cái trường hợp này thì chúng ta cần phải lưu ý. Bởi vì sao? Bởi vì block tim bẩm sinh có thể gây suy thai, có thể gây ra cái trường hợp là rối loạn nhịp tim nặng và có thể gây tử vong tử vong cho em bé ở trong bụng mẹ. Thế thì cái thời điểm nào để phát hiện ra cái block tim bẩm sinh? Đấy là khi mà mẹ mang bầu được 16 đến 24 tuần tuổi. Cho nên là với những cái bệnh nhân mà có nguy cơ là có thể có em bé mắc lupus sơ sinh thì nên phối hợp thêm với bác sĩ tim mạch để sàng lọc xem là có cái block tim bẩm sinh hay không. Và thời điểm vàng là từ 16 đến 24 tuần tuổi. Và khi biết được là bệnh nhân là có em bé là có cái block tim bẩm sinh thì các bác sĩ dị ứng miễn dịch sẽ đưa ra các cái phương pháp điều trị để dự phòng cái trường hợp là suy tim cho em bé, và hoặc là tiến triển cái block tim bẩm sinh tiến triển nặng cho em bé để em bé được sinh ra là an toàn và khỏe mạnh. Dạ vâng, thành đó xin trân trọng thay mặt cho tất cả quý vị khán thính giả cũng như là những người thực hiện chương trình, trân trọng cảm ơn những phần tư vấn rất là cụ thể, dễ hiểu và một phần nào đó làm cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ đang mắc phải là căn bệnh là lupus ban đỏ, yên tâm hơn trong cái hành trình là tìm kiếm và có cho mình một đứa con. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư và chúc Phó Giáo sư có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Thanh Giác và cảm ơn quý khán giả. Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Thị Lâm chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.